Chào các bạn, mình tên là Long. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cho hiền hoặc ẩn một cái chú thích hay còn gọi là comment ở trong một cái bảng tính Excel. À, đây giả sử mình có một bảng tính này và bây giờ có cái cột D này ở cái ô D8 này mình chèn vào một cái dòng chú thích, một cái chú thích. Mình chọn, mình nhấn vào chuột phải xong rồi mình chọn là Insert Comment. Đấy thì xong rồi mình sẽ tiến hành ghi chủ cái comment này. Giả sử mình ghi chủ là hướng dẫn ẩn hoặc là hiện comment. Mình sẽ bôi đậm cho nó sẽ rõ lên. Đây giả sử mình có một cái comment như thế này. Thế thì ở đây là mình đang để cái chế độ là nó hiển thị cái comment này. Bây giờ các bạn không muốn hiển thị cái comment này bởi vì nếu như mình hiển thị này thì nó sẽ che cái dữ liệu ở cả cái ô khác, bởi vì nó sẽ chiếm cái không gian ở cả cái ô khác. Mình muốn ẩn cái comment này đi thì mình sẽ chọn ở cái mục này. Các bạn vào mục option ở cái office này thì mình sẽ chọn Excel option nhé. Còn ở các cái phiên bản Office khác thì các bạn cũng chọn đến cái phần mục Option ở chung của cái Excel, thì bạn chọn Excel Option. Xong đến các bạn chọn đến mục Advanced. Advanced. Xong đến các bạn chọn đến mục Display. Display này thì nó sẽ có cái mục là Show data point value on hover và for sale with comment show, thì các bạn chọn là no comment or indicator. Như vậy mình chọn ở cái mục này thì nó sẽ không hiển thị cái dòng chủ thích của mình hay cái comment, nó sẽ không hiển thị nữa. Mình kích vào đấy cho các bạn nhìn thấy nó sẽ không hiển thị nữa. Bây giờ mình quay lại cái mục đấy, Advanced Display. Và nếu các bạn chọn ở cái mục này nhé, mục hai này nhé, thì nó sẽ hiển thị cái dấu mà lúc mình cái comment đấy lúc mình kích vào thì nó sẽ hiển thị lên, còn không thì nó sẽ, nếu như mình không kích vào đấy thì nó sẽ không hiển. Còn mình muốn đọc comment đấy thì mình sẽ đưa con chuột vào cái ô mà mình có cái ghi chủ đấy thì nó sẽ hiển lên. Thế thì để mình hướng dẫn thêm các bạn về cái cách mà điều chỉnh cái kích thước hoặc là cái vị trí của comment này thì các bạn chọn chuột phải vào cái mục là Edit Comment. Đấy thì mình sẽ tiến hành chỉnh sửa cái kích thước của cái comment này. Đấy, ví dụ bạn muốn thay đổi comment hoặc là muốn chỉnh sửa nó dòng cột hoặc là phông chữ chẳng hạn, thì các bạn vào đây, các bạn chuột phải vào, các bạn di chuyển cái mũi tên này thì nó sẽ điều chỉnh cái comment của mình. Đây ví dụ bây giờ bạn muốn cái comment này nó ra ngoài này chẳng hạn, các bạn kéo đưa con chuột để hiện thành cái vị trí, thành cái biểu tượng là bốn cái mũi tên này, các bạn kéo ra đấy nó sẽ di chuyển đi. Chẳng hạn bạn mình để cái chế độ hiền nhưng mà mình không muốn nó che hết cả cái dữ liệu chẳng hạn, thì mình kéo nó hẳn ra ngoài cái khu vực dữ liệu của mình đấy, thì nó sẽ bây giờ mình quay lại cái chế độ hiền cái comment nhé. Advanced này, chế độ hiền comment là sâu đấy, thì như vậy cái lúc này cái chủ thích của mình nó sẽ hiển thị lên. Và
nếu như mình để trong cái khu vực này thì nó sẽ che hết cái dữ liệu ở các cái ô khác. Đấy, thì mình có thể điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp vào cái tùy vào cái nhu cầu của mình. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn các cái thao tác về hiền và ẩn, các cái dòng ghi chú hay còn gọi là comment. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn nhấn like và nhấn vào nút đăng ký giúp mình nhé. Xin cảm ơn và tạm biệt.